là sai lầm. Trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đưa xe đặc chủng đến các địa điểm phong tỏa tại xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội để tiến hành phun khử khuẩn. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 5, tại khu vực bị phong tỏa là phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, ba xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để chuẩn bị phun khử khuẩn. Với lực lượng hơn 25 chiến sĩ cán bộ được huy động cùng 4 xe đặc chủng và các phương tiện tiêu tẩy, lực lượng phòng hóa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phun hơn 15.000 lít dung dịch tiêu độc khử trùng các trục đường dẫn vào xã Tô Hiệu và đoạn quốc lộ 1A chạy qua địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ bảo đảm an toàn bằng cách đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc quần áo, găng tay bảo hộ. Hiện chùm ca bệnh tại huyện Thường Tín có 10 ca dương tính. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời phố Tía, thôn Tử Dương, thôn An Dương, thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, có phương án đảm bảo đối với đời sống cho người dân tại khu vực phong tỏa.